Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sốc mối dây liên hệ giữa Phạm Minh Chính với Việt Á lộ diện, ông Thủ gặp nạn. Ông Phạm Minh Chính chính thức tiếp nhận chiếc ghế Thủ tướng từ tay ông Nguyễn Xuân Phúc, chính xác là vào ngày 5 tháng 4 năm 2021. Cụ thể là chiều ngày 5 tháng 4 năm 2021 tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 với số phiếu là 462 trên 466 đạt tỷ lệ 96,25%. Chiếm đa số phiếu. Ông Phạm Minh Chính chính thức được bầu làm Thủ tướng Việt Nam và là Thủ tướng thứ 8 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vào lúc 16 giờ cùng ngày, ông Chính tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng, phát biểu về đường lối, định hướng lãnh đạo chính phủ nhiệm kỳ mới tại hội trường Ba Đình, Hà Nội. Đây là hình ảnh bằng chứng vào ngày 5 tháng 4 năm 2021, ông Phạm Minh Chính được Quốc hội khóa 14 bầu làm Thủ tướng. Khoảng vài thập kỷ trở lại đây, Đảng Cộng sản thường có thói quen thay dàn lãnh đạo vào kỳ họp Quốc hội gần nhất sau khi Đại hội Đảng diễn ra. Rồi sau đó, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới, chính quyền của Đảng mới cho diễn lại vở kịch bầu cử một lần nữa. Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa này và họ đã bầu chính thức ông Phạm Minh Chính thay thế cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Vào ngày 26 tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, ông Phạm Minh Chính lại được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 96,99%. Với 484 trên 484 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, tổng số đại biểu Quốc hội khóa 15 là 499 đại biểu. Và đây chỉ là vở kịch, thực chất ông Phạm Minh Chính đã được bầu trước đó hơn 3 tháng. Đây là hình ảnh vào ngày 26 tháng 7 năm 2021, Quốc hội khóa 15 diễn lại vở kịch bầu Thủ tướng. Vào ngày 27 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 36 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng, khiến nhiều khu vực ở 16 quận huyện bị phong tỏa. Vào ngày 31 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh ra lệnh giãn cách xã hội toàn thành phố với những hạn chế nghiêm ngặt đối với việc tụ tập, đóng cửa một số cơ sở kinh doanh và dịch vụ, trong nỗ lực kiềm chế những ca nhiễm COVID-19 tăng vọt giữa đợt bùng phát đại dịch mới. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vì tội danh lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Vào ngày 2 tháng 6, ca tử vong vì COVID-19 đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh và thứ 49 trên cả nước là ca bệnh số 5463. Nguyên nhân tử vong là do COVID-19 nặng trên cơ địa, tăng huyết áp, suy thận mạn giai đoạn cuối. Thời gian này, trách nhiệm cao nhất về chống dịch thuộc về ông Phạm Minh Chính, vì ông Phạm Minh Chính đã nhậm chức Thủ tướng từ ngày mùng 5 trước đó. Có thể nói, trong vai trò làm Thủ tướng, người có trách nhiệm cao nhất, ông Phạm Minh Chính đã để xảy ra đợt bùng phát kinh hoàng chưa từng có tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đợt bùng phát bắt đầu từ tháng 7 năm 2021. Vào ngày 9 tháng 7, sau hơn một tháng áp dụng giãn cách xã hội, nhưng số ca nhiễm vẫn tiếp tục gia tăng. Thành phố Hồ Chí Minh lại tăng cường mức độ giãn cách bằng cách áp dụng chỉ thị 16 do ông Phạm Minh Chính ký, áp dụng trong 15 ngày bắt đầu từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2021. Theo đó, người dân chỉ được ra ngoài khi thật sự cần thiết như làm việc tại nhà máy, công xưởng, khám chữa bệnh v.v. Ngày 17 tháng 7, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính ký tiếp công văn số 969, đồng ý áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thành phố theo quy định tại chỉ thị số 16 ở Thành phố Hồ Chí Minh và 18 tỉnh thành miền Nam. Thời gian áp dụng là 14 ngày. Tới ngày 25 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã chính thức ra chỉ thị yêu cầu người dân sẽ không ra ngoài đường sau 18 giờ kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2021. Tới ngày 31 tháng 7, sau gần 15 ngày giãn cách xã hội theo công văn số 969 của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 17 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh quyết định tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 14 ngày nữa của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra. Đây là hình ảnh công văn chỉ đạo số 969 do ông Phạm Minh Chính đã ký. Ông Phúc không liên quan gì đến công tác chống dịch. Đỉnh điểm của nỗi ất hận người dân bắt buộc người dân phải ngoáy mũi dưới danh nghĩa là test COVID, nhưng thực chế là trục lợi người dân trong cảnh khốn cùng. Với vai trò là Thủ tướng, người chỉ đạo cao nhất của chiến dịch chống dịch,
nhưng thành phố phải mất đến 3 tháng mới dập tắt được bệnh khi đó. Hàng vạn dân đã chết và các cơ sở hỏa táng đều quá tải. Với vai trò trách nhiệm như vậy, Việt Á đã hành động trục lợi nhờ pháp lệnh của nhà nước thuộc thẩm quyền chỉ đạo của ông. Nên ông Phạm Minh Chính dường như là trùm cuối chứ không phải ai khác. Với chiến dịch phanh phui sai phạm từ Việt Á, dấu hiệu ông Nguyễn Phú Trọng nhắm vào ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, ông Chính có gặp họa hay không thì phải chờ thời gian nữa mới có thể biết. Vì ông ta đang là một phe rất mạnh trong đảng lúc này. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Kẻ thù ở sau lưng nhà vua đấy, Nguyễn Xuân Phúc bị thần kim quy báo họa. Vụ án Việt Á đang lở loét, nó lở sang cả tứ trụ. Nguyễn Xuân Phúc đang là chân trụ yếu nhất. Từ ngồi chiếc ghế chủ tịch nước hữu danh vô thực mà an tâm thì đã nhầm. Chính ông Trần Đại Quang cũng đã từng an tọa trên chiếc ghế này và gặp đại họa ở giữa nhiệm kỳ và phải ra đi. Có người nói tên ông đương kim chủ tịch nước là Phúc thì chắc ông ta hóa giải được họa do chiếc ghế hung hiểm này mang lại. Ông Phúc có đủ để đè cái họa này hay không thì còn phải chờ. Tuy nhiên, vụ án Việt Á như là đám cháy đang bùng, nó đang lan sang nhà ông Phúc. Dù chưa cháy nhưng nếu không dập thì nó sẽ cháy vào nhà. Đây hình ảnh vụ án Việt Á tưởng nhỏ mà lại rất to. Ông Trần Đại Quang ngồi chiếc ghế chủ tịch nước mới 2 năm thì mất mạng. Tiếp theo, ông Nguyễn Phú Trọng ngồi ghế này chưa được 1 năm thì cũng suýt mất mạng ở Kiên Giang trong lần đột quỵ thứ nhất. Hoàng quá, ông Trọng bỏ chiếc ghế lại và Nguyễn Xuân Phúc ngồi vào. Không biết có điều gì hung hiểm hay không, nhưng dạo này công ty Việt Á đang muốn gõ cửa nhà ông Phúc vì vụ việc đang ngày một lan rộng và nguy hiểm. Các quan chức thường hay xây dựng mặt nạ trong sạch của mình bằng cách để vợ làm ăn sau lưng. Có thế thì mới không có bằng chứng bản thân trực tiếp làm điều xấu. Tuy nhiên, không phải người phụ nữ nào cũng khéo léo che đậy. Không biết bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ ông Nguyễn Xuân Phúc, khéo léo đến đâu mà cộng đồng mạng lại bùng lên tin là bà này dính tới công ty Việt Á. Nếu thật như vậy thì có thể nói sự nghiệp chính trị của Nguyễn Xuân Phúc không mấy hành thông. Hứa hẹn thời gian tới sẽ gặp rất nhiều sóng gió. Vụ Việt Á hiện nay có tin dính đến cả Vingroup, tức là nơi ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Khi Việt Á đặt máy xét nghiệm PCE ở thành phố Hồ Chí Minh và lùm xùm bắt đầu xảy ra thì Vingroup nhảy vào xin trả tiền dùm thành phố Hồ Chí Minh chi phí xét nghiệm này. Câu hỏi mà cộng đồng mạng đặt ra là tại sao Vingroup phải làm việc này? Thời điểm vụ Việt Á chuẩn bị lên sóng cũng là thời điểm Phạm Nhật Vượng rất nhanh chóng chuyển công ty sang Singapore và Hoa Kỳ. Có tin rằng đó không phải là một sự chuẩn bị kỹ lưỡng tính toán lâu dài mà đó là một cuộc tháo chạy. Một sự tháo chạy dưới cái vỏ bọc là để thuận tiện IPO, tức là bán ra thị trường chứng khoán trên nước Mỹ. Đây là hình ảnh vợ chồng ông Nguyễn Xuân Phúc. Cũng lại có tin trong vụ này ông Phạm Nhật Vượng đầu tư tiền, còn bà Trần Thị Nguyệt Thu là phu nhân của Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo điều hành. Đúng hay sai thì chỉ có ông Tô Lâm mới biết, bởi Tô Lâm là người nắm một cơ quan điều tra khổng lồ. Theo một số lượng đánh giá của người thạo tin thì không cỡ ủy viên Bộ Chính trị nào mà phải thuộc một trong bốn tứ trụ của triều đình, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, thì mới có thể sai khiến được Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thành Long và dụ được Nguyễn Phú Trọng ký tặng huân chương. Ông Nguyễn Xuân Phúc đang an vị tại vị trí chủ tịch nước, xem ra ông ta còn thích tiền và quyền lực lắm. Lẽ ra ông Nguyễn Xuân Phúc không nên để phụ nữ chen vào những công việc phức tạp trên chính trường. Đây chính là kẽ hở có thể dẫn đến sự nghiệp chính trị của ông Phúc sẽ đứt bóng sớm. Tham vọng của ông Tô Lâm là có thật, và ông Tô Lâm dự tính chiếm một chiếc ghế tứ trụ giữa nhiệm kỳ để sau đó chiếm luôn suất đặc biệt mà leo cao hơn nữa. Ông Nguyễn Xuân Phúc đang cho thấy rằng ông đang ở thế yếu nhất trong ba chân trụ, có dính đến vụ Việt Á nên rất có khả năng Tô Lâm sẽ nhắm vào chiếc ghế của ông. Đây là hình ảnh rằng có tin Tô Lâm ngắm vào chân trụ của Nguyễn Xuân Phúc. Hội nghị Trung ương lần thứ 5 vừa qua là một hội nghị không làm thỏa mãn nhiều người. Trật tự vẫn giữ như cũ, trong khi đó ông Tô Lâm thì chuyển hết từ trụ này sang trụ khác gần gũi họ để tìm kiếm liên minh. Nay các bên đang chiến đấu nhau rất ác liệt. Lựa lúc cầm thanh kiếm trong tay
ông Tô Lâm rất có thể nhảy vào xí phần. Vụ án Việt Á xem ra phức tạp hơn người ta tưởng rất nhiều, càng ngày càng cho thấy họa đang đến gần với ông Nguyễn Xuân Phúc. Chiếc ghế chủ tịch nước là ghế hung hiểm, xem ra ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ hóa giải ra sao, chữ họa thì đã rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình chính.